Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thông tin về phiên tòa xét xử trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Vào trường ngày hôm qua, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Với từng tội danh, các bị cáo đã phải đối diện với những khung hình phạt, bản án nghiêm khắc của pháp luật đúng người, đúng tội. Nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định của tòa án và cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh đối với mỗi người hãy sống và làm việc theo pháp luật. Bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhận mức án tử hình và buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng. Hành vi của bà Lan được đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây sói mòn niềm tin của người dân với thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi, phạm tội có tổ chức. Thông tin này đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội trong nhiều giờ qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bản án nghiêm khắc và đúng người, đúng tội. Luật pháp nghiêm minh, vậy mới đủ sức gian đe đối với những ai đang có ý định tham ô của công làm của riêng. Với nền tảng gia đình, với đầu óc kinh doanh của bà thì chỉ cần đầu tư làm ăn chân chính thôi thì cuộc sống của bà cũng là niềm mơ ước của biết bao người rồi đúng là sợ nhất lòng tham con người. Lòng tham và sự gian xảo đã đẩy bà này lên ngưỡng lũng đoạn tài chính bằng nhiều thủ đoạn gây hậu quả nghiêm trọng và khó khắc phục, pháp luật nghiêm minh. Cùng với bản án dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tuyên án đối với 85 bị cáo khác liên quan với các mức án từ 3 năm đến trung thân. Đặc biệt, cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã bị tòa tuyên án mức án trung thân về tội nhận hối lộ và buộc nộp phạt 100 triệu đồng. Với tư cách là trưởng đoàn kiểm tra, bị cáo Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ Trương Mỹ Lan và chỉ đạo ban hành kết luận không trung thực bao che sai phạm của SCB. Một lãnh đạo thuộc cơ quan quản lý nhà nước song đã có những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng dẫn tới thiệt hại rất lớn trong hoạt động tài chính. Trong vụ án này, một số bị cáo do đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội nên đã được tòa ghi nhận và giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Đông đảo ý kiến cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, thể hiện sự văn minh của pháp luật. Đặc biệt với những vụ án gây thất thoát lớn thì việc thu hồi tài sản lại cho nhà nước, cho nhân dân là việc làm hết sức cần thiết. cần bản án nghiêm khắc nhất để gian đe. Đây là vụ án với số tiền lớn không thể tưởng tượng được. Cả triệu tỷ đồng thì không có lý do gì có thể biện minh cho hành vi gây ra thiệt hại khủng khiếp đến như thế. Phải trả giá với hành động thao túng SCB. Số tiền gây thiệt hại quá lớn vượt ngoài sức tưởng tượng, thiết nghĩ một bản án nghiêm khắc tương xứng với hành vi. Cùng với các bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo, Hiện hội đồng xét xử cũng đã đề nghị tiếp tục quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan, xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy sẽ có thêm những vi phạm sẽ được tiếp tục đưa ra ánh sáng, những đối tượng vi phạm sẽ phải đối diện với các bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Từ vụ án vạn thịnh phát, không ít ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải có những giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước Đối với các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng để khắc phục, phòng ngừa vi phạm tội phạm. Đây là bài học không của riêng ai, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp đồng sở hữu tổ chức tín dụng cần xem đây là tấm gương để tự soi, tự sửa. Từ việc xử lý vụ án này, chúng ta cần phải có những cảnh báo, kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, đảm bảo sự minh bạch, lành mạnh. Ý nghĩa của bản án không chỉ là hình phạt cho những sai phạm của cá nhân mà còn mang tính răn đe chung cho xã hội. 86 bị cáo trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát đã phải chịu những mức án nghiêm minh của pháp luật. Đây không chỉ là bài học, là lời răn đe, xử lý nghiêm để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Theo dõi nội dung trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay, bạn có chia sẻ gì, hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.